Con đúng không? một con, con Hai to không con. à? Ba có u Ui, ba bốn con, bốn con. u một đống luôn. Tất cả mọi người nha. Chiều hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang thì đang lay hoay làm ở đây mấy cái ống chúm để đặt lương nha mọi người. Để chiều nay Sang với mấy đứa sẽ đi đặt lương ở trên ruộng, kiếm một ít lương ngày mai về làm một cái bữa gì đó ăn cùng với tất cả mọi người ở đây. Thì không biết mọi người khi xem video này ở đây cùng với Sang thì có ai lúc nhỏ đã tự tay mình làm một cái ống chúm hoặc là đi cùng với những người lớn để đi đặt lương ở trên ruộng hay chưa ha. Nhưng mà Sang lúc nhỏ thì Sang nhớ là lương trên ruộng cho Sang nhiều lắm, mỗi lần đi đặt á về là xách quải tay luôn. Nhưng mà lâu lắm rồi thì Sang cũng không thấy ai là đi đặt ống chúm ở trên ruộng hết cả. Nên hôm nay thì Sang với mấy đứa thiết kế ở đây vài cái ha. Mình sẽ cố gắng là đi đặt thử với mấy đứa. Dạ. Thử nghiệm xem là ở trên ruộng có lương hay không. Để làm được cái ống chúm đặt lương này á, nói chung cũng rất là đơn giản mọi người. Chỉ cần là có cái hôm như thế này ha. Cái hôm này thì Sang chặt tre đang thành một cái hôm. Cái hôm này là giúp cho con lương á nó bò vào trong đây, nhưng mà nó không ra được nha, do cái này nó nhọn á, con lương nó không ra được. Còn cái ống phía dưới á thì mình có thể sử dụng ống ống nhựa như thế này hoặc là sử dụng ống tre. Nhưng mà Sang nhớ lúc Sang còn nhỏ thì đa phần là sử dụng ống tre thôi, không có ống nhựa như thế này đâu. Cái ống á thì mình khoan một lỗ đít với một lỗ ở trên đầu để xỏ cây cho con lương nó không tung ra. Còn cái miệng á thì mình cứ nhét cái hôm như thế này nha. Đây như nhét cái nhóc dảnh đây, đưa cho anh mượn coi. Nhét cái hôm vào trong đầu nó, bỏ mồi trong đây, con lương nó sẽ chui vào trong cái ống như thế này. Rồi nó sẽ mắc kẹt lại trong ống á. Lúc đó thì mình mở cái đít ra cho. Mà muốn bắt lương á thì mình mở cái đít ra. Mở cái đít ra phía sau đây nè, đó, rồi mình đổ lương ra hoặc mình đổ mồi vô trong. Vậy là xong. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ nhét hết hôm vào trong ống nha. Rồi bắt đầu là nhét mồi vô. Đậu nhiên thôi, đừng chảy nước ra nha. Ôi, mỗi cái cho ít. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa làm xong hết tất cả những cái ống chúm của mình rồi nha mọi người. Dùng một cái sắt xỏ qua cái hôm mình như thế này nè, để con lương khi nó vào thì nó không có tông cái hôm ra. Giờ thì tới công đoạn cuối cùng nha, là bỏ cái phần mồi vô trong cái ống lương, rồi chuẩn bị là mang đi đặt thôi. Thì ở đây là một cái ống lương mà nhóc dảnh vừa mới đặt mồi xong này, xong mình đậy cái đít lại nha, rồi cho vô gùi. Thì cái mồi để đặt lương của Sang ngày hôm nay á là cái mồi con cua. Cái mồi con cua mình bắt ở trên ruộng mọi người, xong mình đâm nát nó ra, mình để qua một đêm cho nó thúi lên á, xong rồi mình đổ với ống chúm, đổ nước vô. Là cái này á khi mà đi bẫy thì rất là nhiều lương nó dính luôn. Cái này thì mọi người có thể dùng mồi trùng hoặc mồi cá cũng được, nói chung là mồi gì mà nó càng hôi á thì con lương nó lại càng khoái nha. Đấy, cứ cho nhiều mồi đi. Ui, coi chừng cái nước đó mà là cái con lương nó khoái đó. Đấy, giờ cứ đậy nắp lại rồi chuẩn bị đi thôi. Mấy cái ống lương á thì nãy giờ Sang với mấy đứa nhóc đã làm xong hết tất cả công đoạn rồi nha. Giờ chỉ công việc là mình sẽ đi kiếm những cái hố á mà mình nghi có lương ở trên ruộng á, và mình đặt những cái ống này xuống. Và tối nay á Sang với mấy đứa nhóc sẽ đi thăm nha. Giờ dành với mấy đứa, anh với mấy đứa đặt xong ống lương mình sẽ ngủ lại ở trên ruộng này luôn nha. Tại vì ở trên ruộng này cũng có vài cái chòi á, Sang với mấy đứa nhóc quyết định là ngủ lại trên ruộng luôn. Xong rồi tối nay mình đi chặt lương nè, rồi đi thăm ống lương ban đêm, rồi sáng mai mình thăm một lần nữa mới có nhiều nha. Chứ mình đặt một lần mà mình không thăm thì không có nhiều đâu, tại vì nó ăn hết mồi nó không vào nữa. Bây giờ thì Sang với mấy đứa đi kiếm mấy cái hố lương nha. Mấy cái hố nào mà mình nghi có lương á mình đặt trong đó luôn. Trên ruộng này cũng có nhiều hố. Nước sâu không? Kiếm hố đi, kiếm hố đặt nhiều hơn. Mọi người xem buổi chiều ở trên ruộng này đẹp ghê không, nhìn rất là bình yên luôn ha. Giờ Sang với mấy đứa thì đang đi cọc sát với bìa rừng trong kia kìa. Sát với bìa đó thì nó có rất là nhiều hố luôn. Lương thì nó sẽ ở những cái hố nước sâu nha, những cái lương to á. Còn trên ruộng thì chủ yếu là lương nhỏ thôi ha vậy anh. Lương nhỏ nó ở trên ruộng, còn lương to thì nó ở dưới hố. Nên giờ mình phải đi kiếm hố nha. Cứ đi sát qua bìa rừng đi, đi qua bìa rừng đi. Cái mương hả? Đặt đây một cái đi ha. Ở đây nước sâu rồi mọi người, nên giờ Sang với mấy đứa chắc đặt ở đây một cái nha. Ở chỗ này thì nó có một cái mương, nói chung một cái suối nhỏ nó chạy dài ở kia. Giờ đặt vào một cái ngay đây đi. Cái đây dảnh á, dảnh nó biết đặt rồi gì. Rồi gắm cái đầu nó xuống, rồi sao cho cái đít nổi lên, rồi nổi cái lỗ lên chưa. Đó, phải cho cái đít nổi lên nha mọi người, cho con lương khi mà nó dính vô, nó chui vô á thì nó có cái lỗ nó thở nha. Còn nếu mà không có lỗ thì không có ấy đâu. Rồi lấy cái đuôi che lại, không người ta thấy.
Đấy, đây một cái nha. Bây giờ tiếp tục đi thôi, đi dọc lên theo con suối này đặt như thế. 10 cái à? Mấy cái mương cỏ cỏ như vậy là có khi có nhiều luôn á. Đây, mọi người thấy nhóc giảnh đặt của ống lương chuyên nghiệp không? Đó, cứ làm như vậy nha. Nhét cây nó sâu xuống. Rồi, lấy cỏ che lại. Cứ làm sao cái đuôi nó lòi lên á, nó có cái lỗ thở là được rồi. À, nhóc giảnh nó thử đặt một cái trên ruộng nha mọi người. Xem có lương ở trên ruộng hay không. Thường thì luôn lương ở trên ruộng thì không có to lắm nha. Chỉ có những con lương nhỏ mới lên ruộng thôi. Còn lương to thì nó sẽ ở dưới bờ suối hoặc là ở dũng. Xong chưa? Còn mấy cái nữa dân? Ba cái nữa. Đặt 7 cái rồi nha. Ở đây nhóc giảnh đặt cái cuối cùng rồi nha mọi người. Không biết đặt đâu nên đặt ngay cái chòi chỗ này luôn. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ sửa soạn lại cái chòi này. Tối nay ngủ đây một đêm hả mấy đứa? Để mà tối Sang với mấy đứa sẽ đi chặt lương nè. Nói chung là có nhiều thứ để quay cho mọi người xem lắm. Và đi thăm ống luôn. Bây giờ sửa lại cái bạc cho cái chòi đó. Rồi văng giăng cái võng lên. Tối nay thì mình ngủ lại đêm đêm. Rồi hai đứa đi kiếm củi đi, sửa chòi nha. Ôi giờ sửa chòi. Chòi này còn khá chắc chắn á. Phía có sạp tre đây nè. Còn trên đây thì có thể giăng võng luôn. Sang với mấy đứa nãy giờ thì vừa mới sửa lại cái chòi ha. Giăng đây hai cái võng để tối nay mấy anh em sẽ ngủ ở đây. Bên đây thì đốt qua đống lửa để mà tối nay một xíu nữa sẽ nấu cơm để ăn cùng với mấy đứa. Còn mấy đứa thì nãy giờ nó ngồi nó ăn cái mạ non, cái lúa non á mọi người, cái bông lúa non á. Bây giờ thì Sang chuẩn bị nấu một nồi cơm nha, để tối nay mình đi chặt cá đêm nha mấy đứa. Xôi một ít con này con kia trên ruộng, tại vì lâu lắm rồi mình cũng không có ngủ lại ruộng một đêm ha. Với lại là sẵn thăm ống lương luôn. Bây giờ sẽ nấu cơm nha. Chờ đi xa thăm lương ha. Nãy giờ Sang với mấy đứa cũng vừa mới nấu cơm, ăn cơm xong hết rồi. Mấy đứa thì giờ nó đang ăn trái cacao. Thôi giờ thì mấy anh em Sang sẽ đi ha. Đầu tiên là đi soi ha mấy đứa. Xong rồi mình quay lại mình thăm mấy cái ống chúm của mình luôn. Đi. Đồ đạc này kia trời thì cũng sửa xong hết rồi. Tối nay ngủ đây thì không lo gì hết luôn ha. Bỏ trái cái cacao vô kia đi. Giấu đi hồi người ta lấy mất. Thăm trên này chú, thăm bìa rừng chú. Giờ thì vừa mình đi vừa đi thăm ống chúng ha. Với lại là sẽ đi soi nữa. Đi dọc theo con suối nhỏ này soi đi. Soi dọc theo bờ sườn rừng nha. Xem có cái gì không. Một con hả? Đâu, để anh kẹp cho, để anh kẹp cho. Đâu, ở đây mấy đứa nó kiếm được một con lương rồi mọi người. Đây đây, lương ruộng nha, nhỏ xíu à. Đây này, mọi người không thấy đâu. Nhưng mà hôm nay thì Sang đi bắt lương á. Thì Sang không dùng dao để chặt giống như bữa hổm mà quay cho mọi người xem nha. Mà Sang dùng kẹp để kẹp thôi. Tại vì chặt lương thì ra rất là nhiều máu luôn. Đây đây mọi người thấy con lương không? Đây, nó bộ đây này. Rồi ra dạch, anh chậm cái anh dục lên luôn. Được chưa? Cái gì vậy? Lên bò bắt không được nữa hả? Rồi. Đây, anh chậm cho. Rồi. Đâu, ở đây. Lấy cái thùng. Không được. Ở dưới nước kẹp đường lên bờ khó quá. Rồi, hất lên luôn. Đó. Quá cái lương khó mọi người. Đây là một con đầu tiên nha. Lương ruộng thì nó không có to. Ôi, lên lúa đi. Lương ruộng thì nó không có to đâu, nó chỉ có cỡ này thôi. Bằng ngón tay út của mình xíu thôi. Lương suối thì mới to, mình phải xuống suối sâu á. Cái rô à? Thôi đi. Gắp được không? Ui, cái rô quá trời luôn. Cái sạc cắp luôn. Đây nè. Được luôn nè. Đây nè, dẫn xe ta ra. Đây nè, xe gắp được con cá nữa mọi người thấy không? Cá rô nhiều ghê. Nhỏ quá bỏ đi. Bữa nào đi bắt, đi tát ha. Ừ, thả đi. Nước sâu khó gấp chứ. Đây, để cái xô đây anh gấp cái anh lấy lên. Nó chạy
là người chuyên nghiệp rồi đúng không? Cứ gấp lần khác là bỏ nó vô xô luôn. Đây thêm một con, đây thêm con nữa. Dễ mà đúng không? À, gấp này đơn giản mọi người. Cứ gấp vô nó là nó nằm dưới nước rất là dễ gấp luôn nha. Gấp những cái là bỏ vô xô liền, nó không bị trượt ra nữa. Với lại cái gấp này nó có răng nữa, bắt vậy nó được sống luôn. Còn mình chặt ra thì nó chết nha. Sang với mấy đứa đi soi một lúc lâu luôn mọi người. Thì ở đây được có hai con lương thôi nha. Giờ thì cũng khuya khuya rồi nên mấy anh em Sang quay lên thăm mấy cái ống trúng nha. Vừa thăm vừa soi tiếp. Rồi đây là cái ống trúng đầu tiên, cái mà nhóc dảnh đặt dưới ruộng. Rồi xuống thăm luôn dảnh nè. Giờ thăm xong rồi lấy mồi bỏ vô lại nha. Lắc keo con. Nước rồi. Mở đít đi, mở đít đi. Nè, lắc đây. Đây này, từ từ. Có mọi người. Có. Nặng nặng không biết có nhiều hay không thôi. Đó, ấy cái chuyện đổ. Rồi đổ vô đây, đổ đây, đổ đây luôn. Ui, một con. Lấy cua lại đi. Dành gom cua lại bỏ lại đặt tiếp. Đây, thêm một con nữa. Lưng ruộng nó cũng có ha. Có con nhỏ con lớn rồi, nhỏ con này không, không có to nha mọi người. Đây ba con rồi đấy. Nói chung cũng có kết quả nhưng mà không được như mong đợi thôi. Chắc phải tới sáng ha. Đặt lại. Cứ có là ra mùi, nghe mùi là ra ăn tiếp thôi. Rồi đi. Ba con rồi nha. Giờ đi thăm mấy cái ống ở dưới suối. Ống dưới ruộng thì được như đây thôi. Đi đi đi. Buổi tối trên ruộng thì nó yên tĩnh lắm. Giờ là dảnh thăm hai cái, anh thăm một cái nha. Ở đây thì buổi chiều nhóc dảnh có đặt một cái phía trong đây mọi người. Ở trong hai bụi tre rất là đẹp luôn. Giờ thì anh em vào thăm nha. Ủa, nước lạnh lắm. Để đưa xô lên cầm cho, em đổ hết. Đây. Ô, dảnh đặt như vậy là nếu mà có vô là nó chết luôn. Nó phải có cái lỗ thở mới được. Lốp xuống. Lắc, la. Rồi có đó, có đó. Thả được không? Đang có tay nữa. Đây đây đây, đây đây, đây đây, đây đây. Rồi cầm nha. Quá cứng quá. Cứng quá. Đây đây đây, đổ nha. Đây, tôi tưởng nó cái nó ra luôn á. Vẫn cứng. Đó, ra đó. Rồi, đổ nha. Có một con nhỏ. Được một con nữa mọi người. Bé bé à. Đây nè, để nó vậy. Đặt cho cuối. Dạ, hôm nay thăm hai cái đúng không? Mỗi ống thì có được cân con à. Đặt lại cho cuối luôn. Có lẽ là Sang với nhóc dảnh đi thăm sớm quá mọi người, nên nó chưa vô nhiều. Mình thăm trễ xíu nữa thì nó vào nhiều hơn nha. Ở trong lùm. Có khi anh thăm hơn luôn. Có ai không đây? Có hả? Cái đó không có. Đó rồi. Này có này. To luôn á. Nó này. Xúc này đi ha. Đố gian là mấy con? Một con. Dành đâu mấy con? Một con. Một con hả? Gian? Đúng một con. Một con hả? Ừ. Ủa, bự lắm. Gian là dẫn qua rồi đây. Ủa, xem con lương nè. Cho ba luôn. Bao? Một con. Ủa, hai con. Ba con luôn. Ba con đúng không? Hai con. Hết rồi. Hết rồi. Ủa, hai con bự lắm à. Còn mồi, hết mồi. Nãy giờ tao không còn nữa không? Hay chà, đổi là hay liền. Đây, đưa lên coi. Mọi người xem đây này, Sang thông cái ống lương này á thì được ở đây một con, mọi người xem đây này.
đã ghê không, to cho bá luôn. Một ống được 2 con nữa nha, một con bự một con nhỏ, chắc là nó được 1 cái. Còn nửa cái tay em luôn. Đi. Mấy ống người ta 3 ống rồi phải không? 3 ống được 4 con. Cái này là cái thứ 4 nha. Rồi sóc cái rồi. Rồi không có luôn, bỏ xuống luôn. Cũng được, được. Chặt về nướng ăn được. Đây có một cái chê mà. Ui, 2 ba con luôn. Lương. Lương hả? Rắn trung, rắn trung. Đưa kẹp đây á, đưa kẹp. Kẹp luôn. Rắn trung, rắn trung. Con này không cắn nha. Đây sẽ bắt được con rắn trung nữa mọi người. Đã không? Con này là nướng ăn ngon lắm không? Úi, đi dính cái kẹp luôn. Ôi, cái chê, đưa. Còn cái chê nữa, cái chê bự. Mất luôn. Nhìn kỹ đây. Cái chê bự lắm. Thấy con rắn cái mất cái chê luôn. Nãy nằm ngay đây đúng không? Động nước chạy rồi. Cái chê bự á. Mất luôn. Mất rồi. Cái rô à? Đâu? Có luôn. Có hả? U cũng to lắm, lây rồi. Anh thăm là có liền. Đây này. Em thăm là có. Đây. U 2 con luôn. U. Ui, mấy con? Mấy con? 3 con cái gì á? Trương Huyền Đông. Một đống luôn, không biết mấy con luôn. Con bự. Con nhỏ mà, một con nhỏ với 2 con bự. Nhìn lộn xộn hết, không biết con nào đâu. Cái ống này nhiều lắm mọi người. Sao không biết mấy con luôn, mọi người xem là đổ ra một phát một đống luôn. Đổ ra 2 ba con luôn. Cái này vẫn vậy mà có. Rồi chơi luôn. Ở đây có một con lươn nè mọi người. Lươn nhỏ thôi, cho nhóc dảnh nó gốc. Đây. Hai tay đàng hoàng, kẹp cho cứng vô nha. Nhanh nha. Ý, rồi mất luôn. Nó chú xình á, nhanh lên. Như đó. Dễ mà đúng không? Như vậy nó gấp được 1 con đúng không? Nhỏ à. Nhưng mà con lươn này thì không phải là dễ bắt đâu nha. Nếu mà bắt bằng tay là không chưa chắc là bắt được đúng không? Nhưng mà có cái kẹp kia thì dễ. Cặp bờ này cũng có nhưng mà nó không to. Nó ở trên bờ ruộng thì nó không to lắm nha. Như suối á, như suối. Đây một cái đúng không? Cái cuối cùng. Rồi giờ anh thăm luôn đi. Ở đây là một cái cuối cùng nha mọi người. Cũng là cái mà đặt đầu tiên luôn. Rồi chút ngược đầu xuống. Rồi sóc một cái rồi, coi có không? Chút ngược xóa, ngược đầu xuống. Ừ, chút. Thôi, đừng mở, qua đây, có không? Cứng nó hả? Vậy là nhiều quá. Úi trời, ngược xong. Rồi, mở luôn. Cái ống này nặng nè mọi người. Từ đó, bình lại. Để hồi không biết là mấy con á. Ống nào cũng có ha. Có. Đây, bình lại. Rồi. Ôi, trời. Rồi, cho nó ra từ thôi. 2, 3. Ui. 5 con. 6 con. Quá trời luôn. Đặt cái ống luôn. Rồi, hết rồi. Đặt xuống đi. Ui trời. Có một con bự đúng không? Đây này, không biết con nào thôi, đổ ra không biết con nào thôi. Được một con bự mọi người. Mọi người xem đây. À đây là ống cuối cùng luôn nha, nắp đó. Hả? Cầm. Mới nắp hả? Bự lắm. Con đó là bự nhất con đám luôn đúng không? À, hôm nay sang với mấy đứa nhóc đi đặt ống lương nè, kiểu như là trúng mánh đó mọi người. Là hổm rài là ở ngoài ruộng lâu lắm mà không có ai đặt ống lương đâu, phải không mấy đứa? Dạ. Thì hôm nay sang với mấy đứa kiểu như là người đầu tiên đặt ống lương ngoài ruộng á. Nên được ở đây quá trời luôn, được mấy con to luôn mọi người thấy không? Con nào to nhất? Con này nè. Đây nè, được 2 con rất là to luôn, với lại là mấy con nhỏ. Giờ mình lấy mấy con nhỏ mình nướng nha. Dạ. Để mấy anh em mình ăn tối. Còn mấy con to thì để dành lại sáng mai mình thăm xong mấy ống kia nữa là mình về ha. Về rồi chế biến cái món sau. Thì buổi tối này Sang mới đặt một xíu thôi mọi người. Là đi thăm là được bao nhiêu đây nha. Còn nếu như mà sáng đi thăm một lần nữa khi là cũng cái này á. Ừ, vô quánh luôn á. Bây giờ thì cho 2 đứa đi tắm nha. Tại vì cái mùi
mồi á, mùi cua nó thúi lắm. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới nướng mấy con lươn xong nha mọi người. Ăn thì cũng đã no rồi, nhưng mấy anh em Sang sẽ chui vào chòi để đi ngủ nha. Sang thì vừa mới lấy một cái tấm bạt to phủ lên trên cái chòi như thế này nha, để tối nay mấy anh em Sang ngủ ở đây thì cũng không có lạnh. Nay đi thì Sang cũng có mang võng này với lại mền. Hai đứa thì nó nhỏ nên nó ngủ chung một cái võng bên kia, và Sang thì ngủ ở võng bên đây. Lửa thì mình đốt ở ngay đây nha, để cho nó đuổi muỗi. Giờ thì chui vào chòi đi ngủ. Xong sáng mai thì mấy anh em mình đi thăm lươn tiếp hết mấy đứa. Dạ. Thăm 10 cái ống lươn xem là có nữa hay không. Rồi mới bắt đầu đi về. Ngày mai sẽ chế biến thành cái món gì đó ngon ăn cùng với tất cả mọi người ở đây. Sáng hôm nay thì Sang với mấy đứa dậy rất là sớm mọi người, gom hết tất cả những cái ống lươn mà tối qua mình đặt á, mang về chòi như thế này luôn. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ mở cái ống lươn ra để mà thăm xem là tối qua tới giờ mình được bao nhiêu lươn nha. Tại vì Sang thì cầm cái ống lươn lên rồi, nhưng mà Sang cũng chưa có kiểm tra phía trong như thế nào nha. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đổ ra luôn. Ôi, từ dành đứng dưới đây này, đổ ra mới thấy. Đây, giờ thì cái ống này nặng nhất đúng không? Đổ ra đi, đổ ra đi. Đây mọi người xem lươn này, một con này nha, hai ba con này, bốn con nè, năm con này, còn con nữa, sáu con. Rồi nghiêng xuống hết đi. Rồi hết rồi, sáu con, một ống. Ống đầu tiên là nặng nhất là sáu con nha mọi người. Bỏ qua đây, rồi mở ra luôn. Đổ ra. Wow. Một đống luôn, mà lươn nhỏ. Ủa có con bự nè. Đây này, mọi người xem con lươn này đã ghê không? Không nhiều bằng ống kia ha. Nhiều hơn tối đúng rồi. Không có. Ống nào có không? Ống này còn không có. Đây, mở ống này. Đi. Ống này có nè. Có một con. Một con luôn. Ống này không có. Ống này có nè. Có. Nó ngắn đó. Hai con đúng không? Ui quá trời luôn mọi người ơi, một đống luôn. Hôm nay kiểu như là Sang với mấy đứa trúng mánh á. Lâu lắm rồi đâu thấy ai đặt trên đây ha. Lâu lắm rồi Sang không thấy ai đặt trên ruộng hết cả. Hôm nay mấy anh em đặt ở đây thì vô mánh luôn. Con. Hôm nay còn cuối cùng này. Vậy là đặt 10 ống á thì có khoảng tầm 5-6 ống thì có nha. 5 ống 6 ống. Trời, hai con bự đúng không? Hai con bự chà bá luôn. Đây nè. Wow, mọi người xem con lươn này nè. Bộ thành quả mà từ tối qua tới giờ Sang với mấy đứa nhóc đi đặt ống trúm ở trên ruộng được cho mọi người. Thì được mọi người xem ở đây nè. Rất là thành công luôn. Tại vì kiểu như là lâu lắm rồi không có ai đặt ở trên ruộng á, nên lươn ở trên đây nó nhiều. Nên Sang với mấy đứa nhóc đặt có 10 ống thôi. Và được bao nhiêu đây nha, thăm 2 lần nha. Như đây thì chắc khoảng tầm 4-5kg. Và trong đó mọi người xem đây này. Sao muốn cầm lên mà cầm không được, nó trơn quá. Có mấy con á rất là to luôn. Con này thì là con rắn trung. Cá trên ruộng có rất là nhiều, nhưng mà hôm nay sao không đi bắt cá nha. Chủ yếu là mình đi đặt ống trúm lươn, nên có thể bắt cá thì để đợt sau nha. Đây, ở đây có một con lươn rất là to mọi người thấy không. Con này to gần cầm tay của Sang luôn. Thì cái số lươn này bây giờ Sang sẽ mang về nhà cùng với mấy đứa nha. Có lẽ là Sang sẽ ghé nhà nhóc Dảnh hoặc nhóc Văn gì đó. Mình sẽ làm một cái bữa ăn ngon ngon ăn cùng với mấy đứa ở nhà. Bây giờ thì mấy anh em sẽ đi về nha, tại vì chặng đường từ đây về cũng khá xa.